Chào em. Anh ở bên đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương. Em nghe chưa? Là sao? Anh đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương săn bắt cướp Bình Dương. Em bật lên cho anh cái đèn đấy. Em biết ai đây em? Đang nói bên này cho nhỏ nhạc dùng. Nó nhỏ xíu. Biết ai không? Đi đâu á? Em đi đâu? Đâu? Chạy em sao được, không chạy đâu nha. Đi đâu? Anh mời em đứng lại, anh kêu công an rồi. Nghe không? Gì? Anh kêu công an rồi, nghe không? Không nhúc nhích nghe không? Đừng lộn xộn nha. Nếu muốn chuyện nói chuyện đàng hoàng, anh sẽ ra cho tha cho em. Mà anh làm gì? Em làm gì anh? Anh làm gì em? Em làm gì? Em đi vô đây, vô nhà hay ra đường? Cái này nhà của người ta. Nhà của ai? Phòng của nhà em. Em ra ngoài nói chuyện đúng không? Không chạy được đâu. Cái đó nhà của người ta, tự nhiên đi vô nhà người ta đứng đó làm sùm. Nhà của ai? Nhà của ông chủ nhà. Họ tên đầy đủ là gì? Họ tên đầy đủ là gì? Họ tên đầy đủ là gì? Anh làm gì? Em họ tên đầy đủ là gì? Thì đứng lại nói chuyện. Bỏ hậu giang ngồi ra ngoài nha. Mày nhúc nhích rồi là mày mệt đó. Làm gì? Làm gì thì biết, từ từ. Đọc lại cho luôn đây. Lời thằng có. Anh làm sinh năm 90 đúng không? Sinh năm 1990. Ngồi xuống đây nói chuyện đàng hoàng. Mày không có chạy với tao luôn nghe không? Cấp 2, xã Tân Thành, Cà Mau. Anh làm cái gì vậy? Anh muốn làm gì vậy? Mượn tiền, mượn đồ, lấy của điện thoại của tôi. Lấy vàng của tôi, chứng nhận tôi đâu, mất đâu. Điện thoại đâu? Điện thoại đâu? Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Mày lừa đảo nó vừa phải nha. Ai mà lừa tôi đảo lo ăn học cô tóc bao nhiêu tiền. Tôi lo cơm nước hoàn ngày sao. Ai mà lừa đảo gì anh? Lừa đảo tôi đó. Muốn gì mình lên công an nói chuyện luôn đi. Được rồi, gọi công an vô không? Không? Mày muốn đi tù đúng không? Mình lên công an nói chuyện đàng hoàng luôn. Mày muốn đi tù đúng không? Chứ ở đây anh tự nhiên anh hành hung tôi. Ai hành hung mày? Tôi chỉ nói thôi nha. Ừ thì bình bỏ ra mình nói chuyện đàng hoàng đi. Anh làm gì anh? Mày ngồi chỗ nào đàng hoàng? Mày cũng chạy đâu với tao nha. Ai làm gì anh? Chạy cái gì? Tự nhiên chạy gì? Mình nói chuyện đàng hoàng được không? Mày lừa đảo bao nhiêu rồi? Ủa tôi lừa đảo cái gì của anh? Lấy điện thoại của tôi. Bây giờ á. Điện thoại của tôi đâu? Bây giờ điện thoại của tôi. Bỏ khẩu trang ra. Anh làm gì anh giật giọng đồ của tôi? Mày đừng lộn xộn nào nghe không? Giọng đồ của tôi anh giật khẩu trang của tôi làm gì? Mày không chạy đâu? Chạy cái gì bây giờ? Anh kêu công an lại đi, mình lên công an mình giải quyết luôn. Mình nói chuyện đàng hoàng trên công an luôn. Tự nhiên cái anh vô đây anh quay anh clip á, anh làm cái gì? Hiệp sĩ bình. Mày đứng ra ngoài. Nghe không? Anh làm gì? Anh đang đánh tôi đó. Anh đang kêu mày đứng xuống. Mày ngồi xuống. Anh đang đánh tôi đó. Báo công an rồi nghe không? Báo công an đi, báo công an lại. Kêu rồi ngồi xuống. Anh đánh tôi là anh có tội đó. Mày ngồi xuống. Anh tao yêu cầu mày ngồi xuống. Lực pháp nó có rõ ràng. Nhưng mà mày ngồi xuống. Nhưng mà anh đánh tôi là anh có tội đó. Tao yêu cầu mày ngồi xuống. Bây giờ tôi điện để tôi điện cho chủ nhà lại. Tao gọi công an cho mày khỏi phải gọi. Tao gọi cho mày khỏi. Ừ, anh cứ gọi công an đến đi. Công an đến giải quyết. Bây giờ tôi ngồi đây luôn. Ngoan cố phải không? Tôi đã làm cái gì anh? Bây giờ anh nói rõ ràng đi. Bây giờ giữa cái chị này nói chuyện với tôi rõ ràng. Giấy tờ. Bây giờ tôi giữa anh là cái gì? Anh nói rõ ràng đi, tôi đang nợ gì anh và tôi lấy cái gì của anh? Nghe nè, tôi là đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương. Anh là hiệp sĩ. Người ta báo thông tin là bị đối tượng là Nguyễn Văn Có lừa đảo. Bây giờ chị cứ ngồi để chị nói chuyện đàng hoàng được không? Mà chị làm cái gì tự nhiên chị nắm áo nắm quần chị đòi đánh tôi là sao? Tôi không có đánh ai nha. Nhưng anh nè, anh nắm áo đánh tôi nè. Ai đánh mày? Bây giờ có nè. Anh mới nắm áo tôi nè. Tôi không có chạy, tôi không có làm gì hết. Tôi đúng chạy không? Từ trong nhà đi chạy gì? Tôi nhiên anh quên đấy. Trời ăn học thành rồi bây giờ mở tiệm ra. Phúc hậu cái đây gì? Đây là mặt mày không? Để là đứt hậu á. Đây phải mặt, đây phải không? Đúng tên chưa? Đúng chưa? Bây giờ anh đúng cứ công an lên đi. Trên công an nhưng mà đây giải quyết luôn. Đúng tên chưa? Đúng có mặt chưa? Có công an đàng hoàng rồi nói chuyện giải quyết. Đúng mặt chưa? Có công an đàng hoàng rồi. Công an giải quyết là phải trả tiền tôi rõ ràng nha. Trả giấy cho đi tù chứ có gì? Giấy tờ đàng hoàng luôn. Không có ai lừa đảo lừa ai cả. Lừa tình lừa tiền mà này. Lừa tình lừa tiền cái gì? Tiền của tôi á. Anh nói cho rõ ràng. Tôi lừa tình lừa tiền mà tôi lừa tình ở đâu? Tôi lừa tiền như thế nào? Tao không yêu cầu mày nói. Bà nói chuyện đàng hoàng rồi. Chị nói chuyện đàng hoàng với tôi. Tôi lừa tình của chị là lừa tình như thế nào? Lừa tình cái gì? Như thế nào? Lừa tiền như thế nào? Ở mày không ở phòng tao hả? Rồi ai cho mày ăn không không? Ai đuôi mày đi không trời? Tát tao mặt nó. Mày ăn nói gì đó hả? Tát tao mặt nó cơ. Ngày mày đi mày lấy vàng của tao, mày muốn chiếc nhẫn rồi tao lấy mày đeo. Mày đi rồi mày lấy điện thoại của tao đâu. Nhận điện thoại lúc đó mày còn ngồi nhà mày cha. Mày đừng có bụi giọng đó nha. Nhận người ta đâu, lắc vàng người ta đâu. Điện thoại vàng, điện thoại của tao đâu. Điện thoại Samsung là A7+ của tao đâu. 30 triệu tiền của người ta đâu. Chị đem giấy tờ ra. Giấy tờ gì?
chị nói tôi hiến chị 30-40 triệu đâu, giấy tờ 30-40 triệu là cái gì? Giấy 30-40 triệu mày vẫn còn cãi đúng không? Tôi nói cho chị nghe rõ ràng, đứng ngoài này là vấn đề ở đây mình lên công an giải quyết đi, chứ ở đây anh đánh tôi không thấy được đâu. Có ai không gọi công an giùm em cái anh ơi, gọi công an giùm em cái lên công an giải quyết. Anh có ai không gọi giùm em cái công an cái cho em lên công an giải quyết. Cương quyết không bay lại cho nó không? Không. Cương quyết là không bay lại. Không bay lại nha, đừng có ấy nha. Tôi sẽ nếu mà lên trên đó mày tôi sẽ trả, nếu mà chị nói tôi lấy đồ không lấy đạc lấy cái gì ra đó cho mày ở ra tù ra ngoài đó nghe không? Mày, tôi ở tù tôi cam chịu luôn, tôi cam chịu ở tù luôn, tôi nói thiệt luôn. Nhưng mà cái gì nó ra rõ ràng cái đó, anh đánh tôi là anh sai, anh nói tao đánh mày hồi nào anh mới giật áo tao đánh mày hồi nào mày tính mày chạy, tôi không nói quan ai cả, mày tính mày chạy, tôi không chạy, nếu tôi chạy tôi đã bỏ tôi chạy rồi, mày chạy được mày ngoan mày chạy đi, anh tự nhiên anh lại đây anh làm gì, anh quay rồi anh đánh anh làm gì, anh tao quay mày mày tội phạm. Giờ tôi nói rõ ràng nè, gọi công an đến đi. Ăn cháo đá bát đó. Ăn cháo đá bát rõ ràng đó. Con người có này tao không có đánh. Ăn cháo đá bát. Tôi nói chị rõ ràng nè. Tôi hỏi thì nè, bây giờ giữa tôi và chị là cái gì? Chị nói rõ ràng đi. Giữa tôi là chị. Nói chuyện nào? Nói đầu đuôi của câu chuyện. Giữa tôi và chị là cái gì? Tao đem mày gì? Chị nói rõ ràng đi, giữa tôi và chị là cái gì? Rồi tôi đã làm gì chị? Và tôi đã làm gì chị? Tôi hỏi rõ ràng, tôi có đánh đập hay là tôi làm gì chị không? Mày không có gần gũi này không ăn ở chứ không? Bây giờ tôi nói nè, tôi nói với chị bây giờ mình lên công an giải quyết đi. Ở đây á nói khơi khơi không có ai mà hiểu được cái gì đâu. Lên công an, có mặt công an giải quyết đàng hoàng. Đó. Thằng mày cho nó. Tôi không có sợ ai cả. Tôi đi tù tôi chấp nhận luôn. Hả? Tôi lừa đảo ai tôi chấp nhận. Nó lừa bà này lừa tôi đi tù. Tôi này sinh năm 90, nó lừa bà tiệm cắt tóc nó lừa cho bà. Bà đầu tư cho hắt tóc đây nè. Anh chỉ nghe một phía người ta lừa. Nhưng mà anh có báo anh, công an anh, rồi anh cứ báo công an đi, tôi ai không có sợ ai cả. Ai mua bộ đồ mày cắt tóc? Ai mua? Chị lên cho nó đi rồi nói chuyện. Mày nói đi, chị ai lên mua? Cho nó đi rồi nói chuyện. Lên công an đi rồi nói chuyện. Ai sửa xe cho mày? Lên công an đi rồi nói chuyện. Đi lên công an đi rồi nói chuyện. Rồi. Đi cứ điện công an đi. Đầu tiên đi, nó làm sao? Dạ. Đầu tiên nó nói chuyện sao? Đi điện giùm em công an cái đây mình lên công an nói chuyện. Làm bệnh viện. Rồi. Nó quan hệ với chị bao nhiêu lần? Lúc mà nó nếu quan hệ trong khách sạn trong nhà nghỉ bao nhiêu lần? Ba lần. Mỗi một lần nó nói chị làm sao? Nó dắt Hương yêu tôi. Thương yêu đúng không? Từ bên đây nó qua bển nó cho cả tấm thân nó rồi còn gì nó chưa tin tưởng nó. Bây giờ tin nhắn vẫn còn trong điện thoại. Tôi hôm nay nè, bây giờ tôi nói chị là lên công an đi. Thì lên công an đi rồi giải quyết, chị làm cái gì mà chị vậy vậy tôi gì? Ừ, lên công an đi giải quyết. Tự nhiên ở đây chị đồ đánh tôi à. Tôi đâu có làm gì đâu mà tôi sợ. Tôi lên công an đi giải quyết. Thằng này nó chống rồi đó nè. Tôi chống cái gì, ở đây có luật pháp đàng hoàng, chị muốn cái gì cứ lên công an đi, chị khai rõ ràng đi lý do sao sao tôi với chị là mối quan hệ như thế nào, tôi đã lấy của chị bao nhiêu, cứ lên công an đi rồi đó là giải quyết. Bé mời nhỏ nhỏ dùng chú tivi con không có thao nha, nói trước nha, lên không có bay lại nha, tôi đã mất công bỏ công rồi, không có thao nói trước vậy á. Bao nhiêu tháng nay nó đi hồi tối nó mượn điện thoại tôi, nó hồi nó cao ok hả, tôi đi bữa đó trốn dọn đồ đi hết luôn, lấy tấm lắc lấy chiếc nhẫn lấy vàng, nó lấy chị những cái gì, lấy rồi đêm đó thì mượn tấm lắc với chiếc nhẫn với cái điện thoại tấm lắc đứng ra ngoài đi chỗ người ta buôn bán mà bây giờ tụi mình đi lên công an luôn nè, đứng ra ngoài công an tới công an tới luôn, đứng ra ngoài công an, đứng ngoài chỗ người ta làm việc người ta buôn bán nha, mày trông cũng cao to đẹp trai mày lừa bà già vậy hả? Em nói thiệt với anh chị. Mày tốt quá ha. Đúng hả? Em không có tốt gì cả. Em không nói tốt, thiệt em không tốt. Lừa đảo đồ ăn cháo đó bác con người em lừa đảo không em ăn cháo đó bác luôn. Đúng rồi. Trong mặt cũng đàng hoàng. Chị nói gì cũng đúng hết á. Chị cứ lên công an đi rồi mình nói chuyện. Ngày mày nói chuyện với tao sao? Thì cứ mày còn nói bắn thẳng mày đó. Bắn thẳng đó nó không tha nó. Mày bắn thẳng mày nuôi bà nội mày. Mày nói bà nội mày bị tai biến nằm liệt giường. Ở nhà gia đình mày nghèo khổ. Nè đang phát nè. Phát lên tất cả các trang mạng rồi nè. Nghe không? Mày rồi tao khỏi đói luôn á. Rồi mua, ngày mày học thành nghề rồi mày mua đồ cắt tóc bao nhiêu? Đồ đã cắt tóc của tụi mày ai mua? Con nào mua? Tiệm ai mày không có ai? Đây có phải không? Phải Nguyễn Văn có đây không? Tung tất cả các trang mạng này nha, Facebook. Mày đừng có nghênh cái mặt ăn cháo đó bác. Yeah. Không có nghênh cái mặt ăn cháo đó bác gì cả. Yeah. Thì mình đến công an sao đi. Sao mày sống đời biết tình nghĩa gì chứ vậy? Mày nói tình nghĩa một cái đi, tao cũng bỏ qua cho mày, không có gì. Bây giờ em bây nói, giờ em nói với chị em tình nghĩa như thế nào? Không, tự nhiên chị vào đây như mày, xong vậy nó mày vô. Mày vô. Em nói chị nè, vấn đề của em với chị, tự trong lòng em với chị hiểu. Lý do tại sao em như vậy, lý do tại sao chị như vậy. Ủa tao mày không có gì, sao mày nói trong lòng mày hiểu là gì?
mà mày nè bây giờ nè mình, không có em không có nói nhiều rồi. Em nói nhiều sẽ trở thành nói bậy hiểu không sao? Nhưng mà chế lớn rồi chế tự hiểu lớn tại sao gì tao không biết nhưng mà tao giúp đỡ mày chế giúp đỡ em thì rõ ràng giấy trắng mực đen em đã đi đó chế giúp đỡ em như thế nào không em lấy của chế cái gì bắt đầu nói em này đây bắt đầu nói chế cái đó không còn những cái mày gì lấy máy quay lại màn hình nhé em thì chế giúp đỡ em lấy máy quay lại màn hình nhìn nó đây cái gì em trả cái đó đồng ý không có công nhận gì không lấy máy quay màn hình lấy máy quay lại chỉ làm gì mà mày đi mày lấy điện thoại tao mày lấy vàng lấy tiền của tao đi mày trốn bỏ nhà lấy rồi sao nửa đêm nữa thôi mày trốn đi sao có người mày nói chuyện á phải lòng dạ mày cho đúng nha mày móc cái ruột mày ra có cái ruột mày có gì trong này ruột em hả ruột em giờ em không biết có gì nữa con người này á ruột em giờ điểm thối rồi Nguyễn Văn Có đây nè Nguyễn Văn Có luôn Nguyễn Văn Có sao mà lừa tao dữ vậy đây lừa cái gì mà lừa anh em tìm được nó rồi anh cứ lên công an đi rồi mình nói chuyện em không có sợ gì đâu em nói thiệt em nợ chị cái gì có giấy chứng mực đen em sẽ trả không lừa đây là em lừa đảo chứ em đây là lừa đảo em lừa đảo cái gì mày lừa đảo tao rồi đó ảo tao không biết mày muốn phòng trọ mấy tháng mày học ông sư phụ ở tù luôn mày không sư phụ nào em lừa đảo cái vấn đề gì mày học sư phụ nào em lừa đảo cái gì mới được mày lừa tiền người ta mày lừa tình người ta không lừa cái mặt mày vẫn còn cân cân như vậy hả trông mày đẹp trai vậy mà dám làm không dám chịu hả hả vẫn cười cái giọng Sở Thanh vậy à không phải là cười cái giọng mày á chỉ có bà này bà khùng bà điên ấy, bà mới quan hệ tình dục với mày ấy nhá cái loại mày chỉ có cho chó nó quan hệ nó thiệt ấy đá mặt mày luôn lên công an đi rồi mình nói chuyện chứ đây anh tự nhiên xỉu bỏ tôi em quay như vậy mày ba chợ tao ai là người có lỗi biết liền à tôi đâu có biết đâu nó lừa đảo cho nó học nghề tóc nó lừa đảo bao nhiêu tiền cho nó mượn mấy chục triệu đó thằng này á nó lừa bà này trong thời gian vừa rồi nó lừa cả nó lừa tiền đó, em cho nó học lừa điện thoại đang trộm mấy thoại chục triệu luôn rồi giờ chỉ em báo công an rồi đó trước là trước đó công an đâu rồi mà... chị báo công an ở đâu rồi em báo cho công an ở Tăng Thiên xã Tăng Thiên nhưng mà vụ việc trình bày từ đâu quá nào vụ việc là lúc đó ở Đồng Nai nè nó nói là bà nội nó bị bệnh nằm bệnh viện bị nói to chị nằm bệnh viện bị tai biến cho nên nó nhà nó nghèo khổ nước ngập nó gửi cái nhà cho em nói rách tan mẹ không biết nhập ai nữa rồi sao rồi cái em nói cho nó mượn 29.220.000 là lúc đó là em với nó có làm giấy tay có hai người ký giấy tay với photo giấy chứng minh với mà photo lên bằng lái xe rồi á cái tới tổng cộng nó chị bao nhiêu tiền 11/11 năm 2020 nó mới qua Sài Gòn nó học nghề tóc em cho nó học nghề tóc lại học tại tiệm Vũ Nguyễn cái lúc đó nó qua nó được có 5 triệu đồng thôi bây giờ này không cái nói chuyện không nói chuyện dài dòng bây giờ nó lừa chị bao nhiêu tiền tổng cộng nó bao nhiêu tiền bao nhiêu vàng rồi tới đêm đi đó là ba tây tháng năm đó ba tây tháng ba năm nay tháng ba 2021 á là nó lấy em một tấm lắc dưới một chiếc nhẫn nó mượn em nó đeo nó nói hồi đó giờ nó chưa từng thấm vàng nó chưa từng biết đeo vàng nó lấy của em nó đeo cái qua tối lại nó qua ngày 5/3 đó 2021 đó nó mượn thêm em cái điện thoại này đó à chị diễn biến sự việc của chị là bây giờ thế này này nó trốn nó trốn nó đưa chị tổng hết mấy tổng thiệt hại là bao nhiêu tiền vàng mấy gì có tổng cộng là bao nhiêu vàng vàng á thì một tấm lắc là 1.42 ly còn cái chiếc nhẫn thì có 3.22 ly thôi rồi, một điện thoại gì nó mượn nó đây nó nói là hồi đó giờ chưa biết đâu vàng đeo bây giờ chị biết nó ở đây dạ. Dạ em bên đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương em tìm rồi anh biết rồi dạ. Nhưng mà tại sao lại chị biết nó ở đây thì em là người tóc đấy hả nó làm người tóc sao nó cắt tóc này của em cho tiệm nó sau anh tiệm sau nó thấy em bắt nó bỏ chạy ra đây luôn em không bỏ chạy ra nha em đi nó bỏ chạy ra em nắm áo nó lại rồi nắm áo nó lại đó nói chuyện là đàng hoàng nha em là vi phạm nha mà vẫn chối tội nói chuyện đàng hoàng nó bỏ chạy ra nó ngồi trong phòng nó bỏ chạy ra đây em nắm áo nó lại đó anh là đồng trường nhân phong của xã đúng không nó bỏ xe đây nè đâu là cái ẹt nó bỏ xe cái xe kìa đâu là cái xe đâu nó dắt xe nó thấy em phát ra vô nó bỏ chạy luôn lấy xe ra hết cãi nha lần này cho mày đi ở lâu luôn cho mày ở lâu luôn người ta tội này mà mày đi lừa người ta cái này là đội bên mình là hỗ trợ đi dạ. Em bên đội hiệp sĩ này Bình Dương em tìm không đâu mấy ngày đây này đây xe nó đâu này đây xe đây thôi được rồi không có cãi nhau bây giờ không cãi nhau nữa sẽ có công an giải quyết nha chỉ có Bình Dương nha rồi Bình Dương nha các anh Bình Dương các anh giúp cho mình vô
Rồi bình tĩnh các anh nhìn giúp. Rồi chị bình tĩnh. Thôi thôi, chị bình tĩnh. Bình tĩnh một lần thôi. Bây giờ chị cũng vô đây cho tôi làm việc. Các anh làm việc. Nghĩa tôi là không sao biết bao nhiêu đấy. Thôi bây giờ không nói chuyện nữa. Để anh ấy làm gì việc. Lên 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 tiền bạc như nào đó thì nó cũng chơi. Rồi vô. Rồi là hai bên phải có cái gì đó với nhau. Đây xe này đúng không? Xe Nguyễn Văn Có này. Ad mới mua cái ad que. Ad này hồi đó nó phải hình này nó chuột anh nha. Em đi chơi nó chuột cái chuột chơi. Xe điện Cà Mau 69. Chị kêu ông ấy chở chị ra đây đi. Không, anh chở em đi. Em chở chị hả? Rồi. Không lần này. Chở nó về, xem còn cái không? Lấy ngoan cố. Xem đâu? Xem đợi anh đậu bên kia. Dạ, tôi tương hưởng rồi đó, anh ơi, đừng kết rồi. Để là tới công an nha. Tôi tương hưởng vui vẻ, thì giả tôi vui vẻ. Thôi, nghe này, thằng nghe này để các anh nhận được. Chết rồi, chị á. Đi cho anh nha. Rồi đi. Rồi, chờ xíu, chờ xíu. Tí ra quay ra. Tí gọi lại. Em có lỗi, những lời nói xin lỗi không á thì nó không có chứng minh được gì hết. Em sẽ quỳ xuống đây để xin lỗi chị. Đây là lời xin lỗi thành thật của em. Chị bỏ qua cho em. Hồi xưa á, là khi em đi á, em không nói với chị là em có lỗi với chị. Em lấy đồ của chị, đồng ý em lấy đồ của chị, em có lỗi chị. Nhưng em lấy một ít đó để em lập nghiệp. Nhưng mà trong khoảng thời gian qua thì khó khăn, lập nghiệp không được. Em không dám gọi cho chị gọi em không dám bắt máy. Là hồi trước á, có một lần chị nói á, nếu mà em đi á, là chị sẽ cho người quánh em chết. Em nên em rất là sợ chị. Không có nói câu đó nha. Không, cái đó không biết chị nói chưa hay là nói chị. Nhưng mà em vẫn còn nhớ. Nhưng mà cái câu nói đó tới bây giờ nó vẫn ám ảnh với em. Nhưng mà ngày hôm nay em gặp được chị, thứ nhất thấy chị bình an thì rất vui, em rất vui mừng. Thứ hai là em chút được gánh nặng trong người của mình. Mấy năm qua em nó đè nặng trong người em á, gặp chị bây giờ chị nên bù đắp cho chị. Đó là những gì trong lòng em hiện tại em đang suy nghĩ. Em nói thiệt, mấy năm qua em cũng không có sống sung sướng gì đâu. Khi mà một con người đã làm lỗi rồi, mình đã có cái sai trong lòng mình rồi, là lúc nào mình cũng thấy sợ sệt. Em thiệt sự em rất là, nếu mà năm nay mà em làm ăn được, em thật sự em đi xuống tới nhà chị em kiếm chị em để em trả. Chứ không phải mà để chị lên tới đây kiếm em nói thiệt luôn. Em bức rứt mấy năm nay rồi, hồi năm 2020 là em, khi mà em bước chân em ra đi là em trong lòng em đã có một cái khúc mắc không bao giờ gỡ được. Bức rứt. Cái năm vừa rồi chị tới nhà em không về, em biết chị tới nhà em mà, em không về được, em nhớ cha nhớ mẹ nhưng không về được. Là tại sao? Tại vì trong lòng mình thấy hổ thẹn. Hổ thẹn với chính mình, hổ thẹn gặp mặt chị, hổ thẹn gặp mặt người khác. Nên em thấy em không về được. Năm nay em cũng tính về mà. Năm nay mà nếu mà làm ăn được là em sẽ về nhà chị chứ không phải về nhà. Về nhà chị để mà em trả cho chị. Những gì em đã nợ chị em sẽ trả hết. Em sống với chị cũng hiểu cái tính của em. Em với chị đâu phải là người dân nước lạ đâu. Chị cũng biết em như thế nào, con người em ra sao chị cũng biết. Không, tại sao em phải làm như vậy chị cũng biết. Nhưng mà chuyện đã qua rồi, em hy vọng là cho nó qua luôn. Giữa chị em mình vẫn còn một cái tình gì đó gọi là trục tỉnh. Nhưng mà nếu mà em nói nè, em biết chị rất hận em. Vì em bội bạc, em phản bội. Em là một người, trong lòng chị hiện tại bây giờ em là một người liễu cá. Một thằng liễu cá, một thằng phản bội. Nhưng mà thật sự á, lương tâm em nó cũng cắn rứt lắm. Không có đơn giản mà tự nhiên cái mình làm những cái chuyện xấu mà mình sống thanh thản bình yên tới bây giờ đó. Nhưng mà ngày hôm nay gặp được anh, gặp được chị, gặp được tất cả các anh chị ở đây giải quyết giùm cho em cái vấn đề này. Thì em hy vọng là chút được cái gánh nặng cho mình. Em có lỗi, em chấp nhận bị phạt, em chấp nhận được tất cả mọi chuyện hết. Nếu mà chị muốn em ở tù, chị muốn em đi đó hay làm gì đó, em đồng ý, em cam chịu hết. Em không có hối hận hay là em không phàn nàn gì chị cả. Chị muốn em đền những cái gì mà thiệt hại cho chị, em đồng ý em đền.
chị cũng biết rồi đó, nãy chị cũng đến rồi đó. Em làm ăn cũng đâu có ấy đâu, em lấy của chị cái số tiền đó đâu phải là em ăn chơi em xài phung phí hay gì đó đâu. Em mở một cái tiệm để em lập nghiệp để làm gì? Để có được cái số tiền lớn hơn để làm gì? Để trả lại cho chị, chứ không phải mà em lấy cái số tiền đó rồi em đi cờ bạc vụ chè ăn chơi quậy quán đàm điếu hay là cho con này con kia. Chị cũng biết rồi đó, em có một mình nè, cuộc đời của em ở đó giờ chị cũng hiểu rồi đó. Nhưng mà những gì em đã nói, em cần nói về những gì xin lỗi, em đã cần xin lỗi. Giờ tất cả mọi chuyện thì chị, anh, hay chị biết. Em bây giờ đây là những lời nói chân thật của em. Bây giờ ý chị làm sao? Đó. Sao hồi lúc nãy mới tìm lại là chối, không em không, không chịu nhận. Em không chối, em không nhận, không phải là em không chối. Em nói thiệt, em gặp chị, em biết mặt chị mà. Cho dù chị có đeo khẩu trang em vẫn nhận ra chị. Em đi ra ngoài không phải là vì em sợ, mà kế bên có con nhỏ. Nếu mình nói lớn tiếng lên, mình sẽ làm ảnh hưởng đến người ta. Em thà em đi ra ngoài để cho tất cả mọi người nhìn thấy em. Thà em ở trong đó đâu ai biết được em ừ thằng này thằng kia đâu. Em hỏi chị đúng không? Em ở trong đó đâu ai biết được. Nhưng mà em với chị lớn tiếng, phòng kế bên nó có con nhỏ nó ngủ. Nó ngủ không được. Tội nghiệp người ta. Chứ không phải là em sợ chị. Em nếu em sợ chị em xách xe em chạy luôn, chứ em mắc mới em xài ủi xe lên trên đó để xe lại. Rồi tại sao? Luôn. Tại sao bà nội chết lâu mà nói bà nội định quả là sao? Bà có phải tội cho người chết ở làm phủ không? Em nói chuyện bà nội không có đi đầu thai nổi luôn á, có thằng cháu gì vậy đó. Những gì thôi bây giờ thế này, không nói tới nó luôn nữa. Bây giờ ý chị muốn giải quyết làm sao? Những gì em nói chị, em dạy chị những gì đó giờ em quỳ xuống em xin lỗi chị. Quỳ xuống đi. Em hồi nãy chưa quỳ mà. Tôi chưa thấy, tôi chưa để ý. Em quỳ xuống xin lỗi chị luôn nè. Em nói thiệt, em quỳ xuống xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, đây là lời xin lỗi thành thật nhất của em. Đó. Là em xin lỗi chị vì em đã nói dối chị, chứ không phải em nói dối vì mục đích. Không phải là nói dối vì mục đích mà lừa gạt hay là chiếm đoạt hay là cái gì cha, đó. Cha mẹ có sanh cho có ra một hình hài, một con người đẹp đẽ, sáng sủa. Còn tôi đó là chính tôi là người có cuộc sống hiện tại bây giờ không đó. Nói, không em nói dài dòng em nữa. Em mới mang ơn chị, em mới nợ chị. Bây giờ bây giờ số nợ này có thừa nhận hết là thiếu tôi không? Chị cứ đem giấy ra thì giấy tờ này chị viết, em cũng đã có ký tên trong đây. Chưa, không, giấy này còn thiếu số sao? Tổng số tiền là bao nhiêu tiền? Bây giờ hết tình thì bây giờ chỉ còn cái này thôi. Tính toán tiền bạc với nhau thôi. Những gì chị cho em, chị đều ghi bỏ hết trong đây hết rồi. Tôi cho mượn nha, tôi cho cái nghề nha. Cha mẹ nhà ngươi chưa bao giờ cho nhà ngươi được đâu. Tôi đi xuống tới dưới, cha mẹ chửi tôi, đuổi tôi ra ngoài như là con chó gì đó, nói tôi lừa đảo. Thôi bây giờ này, tổng số tiền là bao nhiêu tiền? Còn em bây giờ em ý em muốn trả làm sao, như thế nào? Đó, rõ ràng đi. Giải quyết cho nhanh đi, nếu không là phức tạp lắm. Có đồng ý là số tiền tôi cho mượn, đóng cho sư phụ sửa xe này nọ có hết, bây giờ cũng còn giấy tờ nè. Những cái này á là từ trước tới giờ là chị cho em mượn và làm cho em, giúp đỡ cho em, đúng không? Cái nghề này bán 100 triệu còn chưa được nữa, chứ đâu phải mấy chục triệu rồi, đúng rồi. Có những cái gì mà chị cho em mượn, học nghề, phụ kiện, sửa xe, mua đồ, bao ăn, bao ở, bao tất cả. Bao ăn, bao ở chưa tính nha, có tính à. Từ trước cái tới đó giờ là tôi cho ăn không. Từ trước tới giờ là chị giúp cho em. Chị giúp cho em, nhưng mà em không. Cái này anh Thiên bảo. Không, cái đó không có chị đâu, chị có bao nhiêu thôi. Coi cho kỹ đi, rồi á, đồng ý trả toàn bộ cho tôi. Bây giờ tôi không có thời gian để đi tới luôn, mà tôi tìm kiếm tôi cũng mệt lắm. Nó tổng của chị ghi là tổng bao nhiêu? Từ khớp thì khớp đến tổng thì tổng lại. Tất cả là bao nhiêu tiền? Thứ dạng tiền. Tiền và vàng và những cái gì? Tôi còn chưa kể lần đầu tôi mất cộng dây chuyền, tôi còn không tính nữa nha. Cộng dây chuyền đó là tôi không bắt được cho nên tôi không tính, bỏ qua đó. Không mà em tóm lại bao nhiêu tiền giờ tính sao? Bao nhiêu tiền? 50, có thể 50 mấy triệu đó. Nợ gì chị năm mấy triệu? Ủa năm mấy triệu này bên ấy mà. Bên nào? 59 triệu. 59 triệu 500 là tổng cộng hết tiền này tiền nọ hết luôn đó. Tổng cộng số tiền mượn rồi tiền tôi đóng cho sư phụ này nọ, tiền ăn tiền ở tiền phòng riêng thì phải trả tiền lại cho tôi chứ. Là tại chị tính hết luôn đúng không? Là chị tính hết tiền phòng, tiền ở, tiền ăn với hồi xưa giờ với em đúng không? Không, tiền phòng này là 2 tháng mướn dưới đó nha. Tại vì đúng 2 tháng thì người ta lấy triệu tư, mà lúc đó mướn bữa 11 tháng 11, nhưng mà tới 30 tháng 12 là còn mấy ngày nữa người ta đớt cho 100 ngàn là còn 1.3 triệu đó.
bây giờ á mình gặp nhau một lần này rồi còn